áp về rách Hỏi bài miễn chỉ trả lời tức thì vào thư viện áp tại nghe áp về rách à, Thầy xin chào tất cả các em ở trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái bài giảng số 2 đó chính là cái dạng bài tập liên quan đến cái tìm tập xác định của hàm số lũy thừa các em nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức một chút này. À, cái tập xác định của hàm số lũy thừa thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số mũ n của chúng ta, đúng không ạ? Y bằng fx mũ n nếu như mà n nguyên dương thì nó sẽ xác định với mọi cái giá trị của fx thuộc r tất nhiên là những cái anh x nó phải thỏa mãn làm cho cái anh fx nó gì đây nó xác định các em nhé thế còn trong trường hợp mà n nguyên âm đúng không ạ chẳng hạn như là bằng âm hai âm ba âm bốn hoặc là n bằng 0, thì cái hàm fx này của chúng ta đấy nó phải khác gì khác không các em nhé và tất nhiên là cũng phải có những cái giá trị của x để làm cho cái anh fx nó xác định đồng thời là fx nó phải khác gì khác không còn trong trường hợp mà à, uh, y bằng fx mũ alpha với alpha không nguyên thì uh, các em ngoài cái điều kiện để của x để cho anh fx nó có nghĩa thì các em phải có thêm đó là fx nó phải lớn hơn gì lớn hơn không thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái bài tập cụ thể các em nhé ở uh, câu 1 là tìm tập xác định của hàm số y bằng 2x 1 mũ 2 phần 3 Thế thì là các em có thể quan sát thấy là cái mũ 2 phần 3 của chúng ta nó là một cái số mũ là không nguyên Thế như vậy nó cái hàm số này nó sẽ xác định khi cái anh fx ở bên trong nó là 2x 1 nó phải khác gì? Khác không? À thầy xin lỗi nó phải lớn hơn không các em nhé Đấy Thế là cái này nó không nguyên này Cho nên là cái hàm này nó xác định khi mà Cái 2x 1 lớn hơn không Hay là x của chúng ta nó phải lớn hơn gì 1 phần 2 Đúng không ạ Rồi bây giờ câu số 2 này Tập xác định của hàm số x bình cộng x 2 tất cả mũ âm 3 Thế thì các em lại quan sát cái số mũ của chúng ta Đó là cái số mũ là âm 3 Như vậy là âm 3 nó là một cái số mũ nguyên âm Vậy là cái hàm này của chúng ta nó sẽ xác định Khi cái biểu thức ở trong cái dấu ngoặc Nó phải khác không đúng không ạ đấy thì chúng ta phải có fx khác không nhé thế như vậy nó là x bình cộng x trừ hai khác không dẫn đến là x khác một hoặc là x khác âm hai vậy là chúng ta sẽ kết luận là tập xác định của hàm số là d nó sẽ bằng r trừ đi phần tử đó là âm hai và một đúng không ạ tiếp theo là chúng ta có bài số 4 này tìm tập xác định của hàm số y bằng x bình cộng 1 mũ 2019. Thế thì các em sẽ thấy là cái mũ 2019 này của chúng ta nó là một cái số mũ nguyên dương, đúng không ạ? Thì à, nó sẽ xác định với mọi cái anh x làm cho anh fx xác định, đúng không ạ? Tức là chúng ta chỉ cần tìm x để cho cái x bình cộng 1 này nó xác định thôi, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ không cần phải có điều kiện là x bình cộng 1 lớn hơn không hay là x bình cộng 1 nó khác gì? khác không đúng không ạ nhưng mà cái x bình cộng 1 này của chúng ta luôn xác định với mọi cái giá trị của x thuộc tập xác định r cho nên là cái tập xác định của hàm này chắc chắn nó sẽ là r rồi đúng không ạ đấy khi x bình cộng một xác định tương đương với cả x nó phải thuộc gì tập xác định r các em nhé rồi à, câu số 4 này tìm tập xác định của hàm số y bằng bình trừ 1 mũ 1 phần ba như vậy số mũ của chúng ta nó là số mũ 1 phần ba là số mũ không nguyên đúng không ạ số mũ không nguyên thì kem phải có là cái fx của chúng ta là 3x bình trừ 1 nó phải gì đây? Nó phải lớn hơn 0 các em nhé. Đấy. Nếu như vậy là chúng ta sẽ lấy 3x bình trừ 1 lớn hơn 0 hay là x nhỏ hơn âm 1 trên căn 3 hoặc là x lớn hơn gì đây? 1 trên căn 3 các em nhé. Rồi. Như vậy là tập xác định của cái hàm số là D nó sẽ bằng là từ âm vô cùng đến âm 1 trên căn 3 hợp với từ 1 trên căn 3 cho đến gì đây? Dương vô cùng các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 5 này. Tìm tập xác định của hàm số y bằng 2 trừ đi căn bậc 2 của x trừ 1 mũ căn 3. Thế như vậy là để cho cái hàm số này của chúng ta nó xác định đấy Ở đây là cái số mũ căn 3 của chúng ta nó là một cái số mũ là không nguyên đúng không ạ Thế cho nên là cái biểu thức ở bên trong số mũ tức là cái fx của chúng ta là 2 trừ đi căn x trừ 1 nó phải lớn hơn không Ngoài ra là các em phải có thêm cái điều kiện này fx có nghĩa Tức là căn x trừ 1 nó phải gì đây lớn hơn bằng không đúng không ạ Đấy thì biểu thức này có nghĩa khi 2 trừ đi căn x 1 nó phải lớn hơn không Tương đương với cả căn x 1 nó phải nhỏ hơn gì nhỏ hơn hai và các em phải có điều kiện để cho bản thân của anh fx nó có nghĩa thì cái x trừ một này nó phải lớn hơn nó bằng không tức là cái anh nằm trong căn này này của chúng ta nó phải lớn hơn bằng không và các em sẽ giải bình thường cái anh này chúng ta sẽ có là x trừ một nhỏ hơn gì bốn từ đây là các em sẽ giải ra được nó là một nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hẳn gì hẳn năm từ đó là chúng ta sẽ suy ra là tập xác định của hàm số là d nó sẽ bằng là đoạn từ một cho đến gì đây từ một đến năm Kem nhé đó rồi Câu số 6 này Tìm tập xác định của hàm số chữ x bình cộng 3x cộng 4 tất cả mũ 1 phần 3 và cộng căn bậc 2 của 2 chữ x Thế như vậy là các em sẽ thấy là cái mũ ở đây là 1 phần 3 nó là số mũ không nguyên Như vậy là cái anh fx ở bên trong số mũ này nó phải lớn hơn không Đồng thời chúng ta phải có là cái căn bậc 2 của 2 chữ x đây thì là 2 chữ x nó phải lớn hơn bằng 0 Các em nhé Đấy. Thế thì là hàm số nó xác định khi cái chữ x bình cộng 3x cộng 4 nó phải lớn hơn hẳn không Và cái 2 chữ x nó phải gì đây lớn hơn bằng 0 đúng không ạ? Thì tương đương với cả trừ -1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 4 các em giải cái bất phương trình bậc 2 này thì các em được kết quả này. Và 2 trừ x lớn bằng 0 thì các em sẽ được là x nó sẽ phải nhỏ hơn bằng 2. Từ đó là chúng ta sẽ suy ra được là âm -1 nhỏ hơn x và gì đây? x nhỏ hơn bằng 2. Như vậy là chúng ta sẽ có là tập xác định nó sẽ là d nó bằng là khoảng từ âm -1 đến nửa đoạn là 2 đúng không ạ? Nửa khoảng là 2. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 7 này tìm tất uh, tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số fx bằng 2x bình cộng n mx cộng 2 mũ 3 phần 2 xác định với mọi giá trị của x thuộc r thế thì các em lại thấy là cái fx nó bằng cái anh này thì cái mũ số mũ của chúng ta là 3 phần 2 nó là số mũ không nguyên đúng không ạ không nguyên thì cái anh này muốn xác định thì cái biểu thức ở bên trong cái số mũ này nó phải gì đây lớn hơn không như vậy là để nó xác định với mọi x thuộc r thì cái 2x bình cộng mấy cộng 2 nó phải lớn hơn hẳn không với mọi giá trị của x thuộc r từ đó là chúng ta phải có là delta nó phải nhỏ hơn hẳn gì hẳn không đúng không ạ thì khi đó là cái biểu thức tam thức bậc hai này của chúng ta nó sẽ cùng dấu với hệ số của x bình là số 2 nó sẽ lớn hơn không như vậy là chúng ta phải có delta nhỏ hơn không các em lưu ý là nhỏ hơn hẳn không chứ không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng không bởi vì nhỏ hơn hoặc bằng không thì đây nó sẽ có dấu bằng mà ở đây chúng ta sẽ lấy dấu lớn hơn hẳn thế cho nên là các em chỉ lấy cái dấu là delta nhỏ hơn hẳn không thôi Nhá. thì tương đương với m bình trừ 16 nhỏ hơn hẳn không hay là âm 4 nhỏ hơn hẳn m và nhỏ hơn hẳn 4 như vậy là các em sẽ kết luận là m sẽ thuộc cái khoảng từ âm 4 đến 4 nó sẽ thỏa mãn được cái yêu cầu bài toán là xác định với mọi cái giá trị của x thuộc tập r các em nhé thế như vậy là trong cái buổi ngày hôm nay là thầy đã hướng dẫn cho các em xong về cái phần là tập xác định của cái hàm số lũy thừa đúng không ạ? Thì nó rất là đơn giản Thì các em có thể theo dõi Những cái ví dụ đại diện ở Trong cái bài giảng của chúng ta để là các em có thể Áp dụng và làm được những cái dạng bài tập Tương tự ở trong cái quá trình mà các em làm bài kiểm tra Hay là bài thi các em nhé. Thì thầy xin kết thúc Cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Xin chào các em Và chúc các em học tốt Khóa học viên sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách